chị Tiến hả? Con chào đồng khoa cái phần xin điện đồng liễu này nè. Dạ. Em cho em hỏi là các anh chị nhà báo có đóng góp gì cho ca sĩ Thái Trinh không ạ? Dạ, nếu các anh chị có chia sẻ gì cho em xin kết nối để em xin chút ý kiến nè. Linh Mi, xin chào Linh Mi. Chúc mừng em đi mới và em. Ôi, Linh. Dạ, hôm nay Linh Mi đến đây em sẽ chúc Thái Trinh được gì vào lúc nãy trong 2-3 phút là để dành khi lúc về thì nó chạm ca khúc nào nhất nè. Vâng, lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả các chị và các bạn ở trong buổi chiều hôm nay. Chào Thái Trinh. Thực sự thì Linh cũng vừa mới quay xong thôi nên là Linh cũng chưa có thể đến kịp được, mà vừa mới quay xong cái là phải chạy sang đây luôn. Thì lúc đó là Trinh đã hát mất rồi và lúc đó thì hai bạn là chị nhá thì là em chưa được nghe. Vâng, nhưng mà thực sự thì em và bạn của Trinh cũng lâu rồi và từ lần cũng phải đến 6-7 năm trước nhỉ. Đấy, ngày xưa cũng đã rất là thích nghe Trinh hát và giọng sao lại hay thế. Và cuối cùng thì sau đó thì lại có duyên đóng chung với nhau ở trong Vi Việt Nam và lúc đó thì được hát cùng nhau nữa. Và ngoài ra lại còn đóng cặp với nhau và đặc biệt là trong phim em còn hôn cái Trinh nữa. Wow. Thực sự là với Trinh có rất là nhiều kỷ niệm và sau đó thì bọn em cũng tạo thành một nhóm chơi với nhau rất là vui. Và ngoài chuyện hát hò ra thì còn chia sẻ với nhau những cái câu chuyện riêng tư nữa với cả bạn bè. Nói chung là rất là thoải mái và thân thiết với nhau. Và ngày hôm trước thì em ra mắt MV thì Trinh cũng đã đến dự của em. Và rất là vui khi mà Trinh và mọi người đã đến. Và ngày hôm nay thì vừa mới quay xong em phải chạy sang đây luôn. May quá mà vẫn chưa kết thúc. Và Linh xin chúc Trinh sẽ thành công với album này và luôn luôn gặp được là nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống và đừng biết buồn gì trong tình yêu nữa nhá. Dạ, cảm ơn Linh rất nhiều. Cảm ơn Linh rất nhiều ạ. Dạ. Quay cái cảnh hôn đấy mất bao nhiêu lâu? Quay đi quay lại. Nhưng mà tại vì em không quay đi quay lại liền, các anh cứ bắt hôn đi hôn lại luôn đó. Mấy lần, bao nhiêu lần? Được không? 7-8 lần. Ô hô. Lúc đó là Linh là rúng mà co rúm lại. Chị ngồi chứ cái gì? Đứng yên nhá, không được cử động nhá. Không được cử động gì hết. Hôm nay có phải Linh xinh quá đi. Cảm ơn chị. Cảm ơn Linh đã tới đi. Vừa hết xong cái là phải chạy qua đây ngay, chứ không rộng kịp. Quá. Linh đẹp hơn Trinh luôn rồi. Đó, chỗ chính xác. Đẹp không dám rồi. Nhìn phụ nữ hơn em luôn, em nhìn minh men hơn Linh nữa. Không có. Nhớ họp báo lần trước là tới. À em nhớ rồi, lúc đấy em mặc một bộ rất là men. Một đấy. Áo bò, quần bò. Đó, tóc giống như hippie thế này này.
Hôm lúc đấy là em bắt đầu để tóc dài rồi ạ. À? Đó, ừ, nhưng mà nhìn vẫn men lắm. Em phải cố tỏ ra như là tóc dài lắm. Vô nữa nè. Thôi cái chỗ này khác hẳn hoàn toàn. Xinh. Đẹp hay đẹp. Cảm ơn anh ạ. Ừ. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Anh Khoa ơi, chụp hình với em đi. Thank you.
Thank you.